Gạo đây rồi mọi người ạ. Đấy, anh em đến rồi. Hôm nay thì lại cầm một tệp tiền, bây giờ lên trao đổi với anh em đã. Xin chào tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với Tam Giang Mạch. Sau hơn 10 ngày, chính xác là 11 ngày thì anh em thợ đã kè xong rồi. Để trọng zoom cái bờ tường kè cho anh em xem. Có flycam mà đúng không? Có mày. Quyết ơi, cầm flycam lên nhá. Đấy, tí nữa sẽ bay cho các bạn anh chị xem một xíu. Một bức tường thành ấy anh ạ. Hả? Đói quá à? Lên, nhưng mà nhiều việc chứ. Anh có biết sáng nay em đi đến Hà Giang về rồi không? Mấy ông sướng nhỉ, hôm nay bắt đầu đếm tiền. Có lấy không? Lấy à? Ông Sử hôm nay không đến à? Sơ gan cột trướng à? Ô, đây chưa hội bê đá à? Bê chú đến tao bằng đêm, đến bằng đêm. Đó, tí nữa cây. Tí nữa bê à? Tí nữa bê cây luôn. À, tí nữa bê quay luôn à? Anh có thể bảo là bê mình quay thôi, bê. Mời nhá, đi ăn hải sản nhá. Hải sản? À. Lên ngồi đây cho nó mát đi nhờ. Chắc anh em sẽ hổ bê nốt cái đá này ném vào trong này. Ngồi đây nhỉ. Ngồi người cái mông này đi. Ôi anh ấy thì lên chờ lâu. Hả? Ừ. Xảy bà nhiều lắm. Đó đó, chờ mua đấy. Ừ, ok luôn. Đưa. Đây này, ok. Ôi mệt cái đội này. Mấy nữa mà. Anh cần làm cái này. Lấy thêm một cái mic nữa về đây xem nào. Hôm nay là thanh toán tiền cho anh em thợ mọi người ạ. Thì trong video trước thì anh em mình đã nói treo vào đây luôn. Gạo thì vứt ở dưới nhá, tí anh em mang xe đi lấy nhá. Mang lên đây rồi lại mang về thì mất công quá. Thế thôi. Thế là gạo chủ. Để kia là rất là mong muốn các chú các bác người ta ủng hộ cái đấy và thợ bọn anh sai cái kè đấy nhưng mà cũng hoàn thiện rồi. Đấy, nhưng mà chú lại mong muốn đấy mà anh thì không như thế nhưng mà chú là xì các chú các bác mỗi người ủng hộ một tí để mỗi người mở gạo đấy coi như là ăn rồi đấy. Chào nhá. Gạo thì mỗi người là được một tải 50 cân nhá, tổng là 3 tạ gạo. Nếu nọ em nói rồi bất cứ ở đâu thế thôi. Được. Mình đấy, chỉ cần là thì anh này, cái mình nhiệt tình, mình chịu khó thì các bác sẽ nhìn thấy cái sự vất vả của mình. Đúng rồi, và từ đó là có cái có cái phần thưởng. Có cái phần thưởng và có cái gọi là anh xin. Để đấy. Hôm nay làm gì biết không say? Hôm nay làm gì có biết không? Hả? Ở đây. Ở đây. Xì khiên nha. Xì đấy. Vâng. Đây, ông dính đúng không? Ông dính ra đây. Anh xinh. À xinh xinh. Đủ nước đã, làm chén nước cho nó mát đã. Bình nước hết chưa nhỉ? Xanh, bình nước đã. Bình kia còn mà. Có nước đi anh, mời. Chưa hết nữa. Nhưng mà chỉ phải rồi nè. Nhà bây giờ qua là nhà thì tôi biết đâu mà người có chứ. Và giả thể dòng mà mình tựa xí phá và mới khó chờ xí phá đấy thì mới bên lấy bơm đây đấy mới mang gạo chẳng qua như anh nói thì anh là phi dịch của anh kiểu khác thì anh nó sao mới lục của anh thôi chưa là chưa ngồi xuống đi cho đấy. Nó đấy cho nó đấy cho nó đàng hoàng luôn bẩn tình hình ấy là chia sẻ với tất cả mọi người là cái móng
móng bao đất này này, rồi là xây kè móng nhà này này. Ban đầu thì là anh em nhận cái chương trình là chỉ có xây kè bao đất tổng thể này là 8 triệu. Tuy nhiên thì sau khi mà làm rồi thì cái số lượng việc nó ra nó nhiều. Và nói thật là các anh em mất hơn gần 2 tuần. Bây giờ đổi ra là anh em mỗi người được có 1 triệu tiền công nhỉ? Thế là chúng tiền xa đó. Đi lại thì chúng nó bảo có mấy xe này, bốn xe nó nhưng đi lại. Chắc chắn là ai đã theo dõi rồi biết là ban đầu tao dốc mạch bảo là đúng rồi đấy, 8 triệu, tuy nhiên thì 8 triệu anh em không làm. Bởi vì là nhiều việc quá, nhiều đá quá. Xong là kè nó rất là tỉ mỉ. Tỉ mỉ luôn, xe là gần bằng phẳng luôn. Nên là anh em mình lại thương lượng thêm. Thì 13 triệu là số tiền công mà tao dốc mạch thuê ở đây cho anh em làm, hoàn thiện cái mặt bằng như ngày hôm nay cho xây. Và công việc còn tồn tại nữa là trông thì anh em sẽ hộ cùng nhau dọn đá vào trong nhà, trong cái nền móng này hết. Đấy. Còn cái khu xi, đáng lẽ nếu mà di chuyển được xi ấy thì là em cũng cho các anh là san chỗ đấy luôn. Nhưng mà hiện tại để chỗ để xi đã thì kệ nó đi. Lúc nào xong thì anh em mà có lòng tốt thì ra hộ cào một buổi, xong là anh em mình liên hoan cũng được. Đấy được. Đúng không? Đấy là anh em mình gọi góc độ là vừa pa vừa ùa gình kìa, mà vừa pa thôi, vừa làm vừa giúp thôi. Đấy, vừa làm vừa giúp đấy thì mình thương lượng như thế. Hôm nay là ngại ngồi tại chính nhà của Say luôn để trả tiền công cho anh em. Nhưng mà cái mình đặt như thế rất là cái giữ nguyên luôn cái này. May vì chúng ta trong mua như thế. Đấy. Ngoài ra thì trước tiên là công bố quà cho anh em được biết đã nhá. Đấy. Thì cái từ ngày 31 tháng 5 ấy là tao nhớ mày nhận ối. À không phải. Từ ngày mùng 5 tháng 5 là tao nhớ mày nhận được số tiền của các cô các bác gửi cho anh em thợ làm tiền ăn cho nhà xây nói chung. Có thể là sau này 1-2 hôm nữa anh em thợ xây đến thì vẫn sẽ là cái quỹ trong cái quỹ này làm tiền ăn cho anh em thợ luôn. Mà cái chính là cái hôm nay quà là dành cho anh em thợ kẻ đá này này. Thì tao giáo mạch xin phép được chia sẻ lại. Trong các thư phim trước thì tao giáo mạch đã nói rồi là những ai gửi tiền ăn cho nhà xây ấy. Thì đầu tiên là có chú Phong gửi 1 triệu, Trương Thị Phường gửi 2 triệu này, Minh Châu gửi 300, cô Phượng gửi 1 triệu, cô Liêu Bùi thì gửi 2 đợt, một đợt là 2.350.000, một đợt là 6 triệu. Đấy. Cô Thanh là gửi 1.800.000. Dạ đấy, chú đấy, lạ của tao đấy. Lạ của cái gì là lạ của. Tiếp theo là Huỳnh Thị Lụa 1 triệu, chị Nguyên 500, gia đình bé Đức Minh 500, Trần Thị Lụa 500, Vít Helen 500, Hồng Nguyễn 500, và Phật tử Chùa Đọ là 500, Trần Đặng 2.300.000. Đấy, thì một số cô bác anh chị gửi ấy thì là không phải cho nguyên anh em thợ bà anh đâu. Một số cô bác gửi là để trong quá trình làm nhà, nói chung là trong suốt quá trình làm nhà xây đến khi bàn giao nhà mới thì là tiền ăn ủng hộ và động viên tinh thần cho anh em thợ. Thì hôm nay phần quà của các anh bao gồm có một đợt là cô Liêu Bùi gửi 2.350.000, thì là tặng là mỗi người là lúc đấy là có anh Dính này chưa đến, anh Sình chưa đến. Thì là cô đấy nhìn thấy là 5 người thôi nên là cô bảo là mỗi người 400. Nhưng mà bây giờ có 6 người rồi thì mình sẽ dồn lại thì mỗi người sẽ được 350 nhá. Đúng nhỉ? 6, 5, 30 lại 350 thì tổng là hết 2.1 triệu. Tổng là hết 2.1 triệu nhá. Thì là cái tiền của cô Liêu Bùi đợt đầu dành cho anh em là 6 người mỗi người 350, là tổng 2.1 triệu. Thì 2.350.000 này thì còn dư 250.000 là tiền xăng cho tam giác mạch. Đấy là cô chia sẻ như vậy. Tiếp theo đợt 2 cô Liêu Bùi gửi 6 triệu thì là gửi tặng anh em là gạo, tức nghĩa là mua cho anh em mỗi người một bao gạo 50 cân. Thì gạo hôm nay em mua nó rơi vào là 580.000 một bao. Thì 5 bao, 6 bao
thì 6530 6848 thì nó rơi vào là 3.480.000 đúng không? Đúng rồi. Đấy, 3.480.000 là đợt 2 của cô Liêu Bùi. Còn là còn dư 2.400.000. 2.320.000. Thì là dành tặng cho Quyết 500.000 này, Trọng 500.000 và kênh anh Tháng Minh Hiếu 500.000 nữa. Đó, đấy là số tiền dư còn lại. Và số còn lại là dành cho vợ Tam Giác Mạch. Cô đấy mừng cưới để cho vợ Tam Giác Mạch mua son phấn gì đó. Đấy là những cái chia sẻ của cô Liêu Bùi. Là cô có hai đợt món quà dành tặng cho các anh. Tổng các quà các anh nhận được là gần 1 triệu mỗi người đúng không? Đấy. Đấy là quá là, đấy là tính của chú. Đúng rồi, hôm nọ thì em đã mua. Nếu là chú được bạn đây. Hôm nọ thì em đã mua một tạ gạo rồi nhá. Hôm nọ do là anh Sở không đi thì là đấy thì là anh em mang về giúp rồi. Một tạ gạo thì tổng tất cả những cái số tiền mà anh em mình nhận đấy thì đã chi là 2.822.000 rồi. Đầu tiên là ngày mùng 5 thì chi 2,4 cân thịt là 200.000, dưa hấu 45.000, gia vị hết 27.000 và một tạ gạo hết 1.200.000. Một bình nước 10.000. Ngày 11 tháng 5 là mua 2 cân thịt là hết 160.000. Ngày 15 tháng 5 là mua 2 cân thịt cộng rau cộng nước. À đâu, là hết cả rau cả nước cả thịt là hết 200.000. 16 tháng 5 là mua thịt 150.000, muối mắm 75.000, gạo 240.000 cái bao mà các anh đang ăn đấy. Đấy, ngày 30 tháng 5 thì là ngày hôm qua. Hôm qua thì em mua 220.000 thịt. Mấy cả quả dưa hấu 50.000. Hai kênh hai thịt. Rồi, đấy là 220.000. Một quả dưa hấu 50.000. Nước 15.000. Trứng 80.000 một khay. Và hôm qua ứng cho anh em 150.000 đi liên hoan, đúng không? Đúng rồi. Hôm qua uống mấy pép rượu? Ui, 2 pép đấy. 2 pép. Thế mà bây giờ vẫn tỉnh táo này đúng là đấy, những cố máy uống rượu rồi nhỉ? Không phải uống rượu đâu. Một tết thôi. Một tết thì qua sáng nay nó phải tập trung lâu lắm rồi. Đấy. Thế thì Tam Giác Mạch cũng một chia sẻ. À? Còn một để nhà đấy. Rồi, để lúc nào uống sau, uống ít thôi. Rồi. Uống nhiều là sơ gan như ông Sử đi rồi. Bệnh viện là, để một pết mà. Là đến ngày say em đấy, không phải đơn giản đâu. Hôm say hôm qua mình bốc của cái máy taxi say giả ra mà mình mua rượu thì chỉ mua của nhà say thôi. Còn cái rượu cái chú cho để rồi. Nhà. Rồi. Em mua cho em đưa cho anh em thì muốn là mua thịt thà về ăn nhiều hơn đi. Vâng. Để cho vợ con cũng được ăn nữa. Chứ còn mua rượu thì với mấy cái ông già được uống thì nói làm gì đúng không? Đúng rồi. Mình phải 4 ly thôi, không phải uống nhiều đâu. Ê giời, ông chơi có mà 4 ly. Đưa thế thôi. Gạo thì nữa anh em sẽ xuống dưới kia và trở về thì lấy xe chở luôn mọi người. Đây là anh em mình mang lên đây nữa. 18. Thì 18 là tôi thấy nha. Hôm 18 mình mua 2 kinh 7. À rồi. Tí chung gửi. Tí khác giả. Tí ra chung rồi. Với là hôm 25. Rồi. Mua lăng. Thì rồi. Mua một cân dưới gà. Rồi. Với là mua 30 quả trứng nữa. Vâng. Là 120. Tổng rồi. Thể là 245. Vâng. Thì chú gửi cho anh xin nhá. Vâng. Chú à, dính chỉ... những người học thì chỉ chưa có nhìn thấy, nhìn rất rõ chứ. Rồi. Có gì thì chưa gửi lớp nhá. Nhưng mà như anh Phong. Được thì em giả đi. Nhưng mà anh Phong là mà cái thuốc đây thì mà anh hút anh cứ nó nhưng rồi, mà phải như này mình mang về mình. Rồi. Thì bây giờ là giả tiền công cho anh em trước, anh em về tự chia hay là chia luôn cũng được, không cần vấn đề. Về nhà tự chia. Về nhà chia. Không phải như cái tế mình đây. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 1, 2, 3 sao 5, tính như là bán luôn này 7, 8, chứ tính 9, như anh luôn này. Mình phải chơi như kiểu bán bò ấy. Tiền nông phải thế đúng không? Vâng, đấy, mà anh 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22 23 24 25 26. Ờ chào lo cậu pê chợ à cậu pê chợ lo ca mù lo i o p lo chi cậu chó cậu chó cái gì là như chưa ăn gan này tôi khen
26 tờ là 13 triệu đúng không? Khi mà anh em làm xong cũng chẳng được bao nhiêu, nói thật là video trước em mình nói rồi, anh Trơ với anh Pó còn nợ ngập mặt luôn, mỗi người gần 70 triệu, hơn 70 triệu. Chỗ này tính ra là anh em làm hết bao nhiêu công nhỉ? Được, chắc được mỗi người 1 triệu nhỉ? Làm 1 triệu là triệu mấy? Làm 2 tuần được 1 triệu thì tương tỏ là mỗi ngày ông còn chưa được đến 100 nghìn. Không sợ các cô các bác lại bảo là thuê như thế là đắt đấy, không đắt đâu. Bởi vì làm anh em đắt đâu, làm thế thì đấy. Cái số tiền cô Thanh 1 triệu 8 này lại là mua cho Vân thôi nhá, anh nhá. Và mua cho các anh là 1 cân thịt thôi. Nói chung là chỗ cô Thanh 1 triệu 8 này là chỉ có cho các anh thôi. À, cho các anh 1 cân thịt thôi. Thế sao? Cái gì? Cái số tổng cân tổng thể kia Đùa. Không xịt tí nào. Chỉ dẫn là mình lấy. Xong là bây giờ là bắt đầu là chia quà nhá. Được chưa? Bây giờ là 1, 2, 3. Từ từ đã. Bây giờ là bắt đầu đến tiền thưởng nhá. Thì chú có thưởng không thì à, thế thôi trả thưởng nữa đâu nhỉ. Rồi bây giờ là kính lão Đắc Thọ mời anh Phó trước. 350.000 và 1 bao gạo nhá. Bao gạo ở dưới kia tí nữa xuống lấy nhá. Đấy, tiếp theo là chắc là ở đây là ông Sở già hơn thứ hai nhỉ? Thì lần lượt kẻ chú chú cũng được mà. Ôi ơi, nhầm mưa. Nhá. Đây là món quà của cô Liêu Bùi nhá. Và gạo kia cũng là của cô Liêu Bùi cất đi công ty Gió Bay. Tiếp theo là anh Trơ ở nhà. Anh Trư là bảo là không, anh Trư không biết tiêu tiền polymer đúng không? Đây anh ạ. Vâng. Đấy, đây là phần quà nhá. Phần quà. Anh Trư thì bảo không biết tiêu polymer nên là anh Sinh. Mời nhá. Bay một tập thì ấy. Nhà mình ăn uống. Nè, mấy chị anh già. Cái này là anh Trư. Anh Trư. Rồi. Nói chung là mình vất vả các cô gửi thì cầm lại. Còn cái này là của anh Sử. Anh Sử nhá. Thì cầm hộ em. Thì thế này. Phần anh Sử thì là đi bệnh viện nên là em xin ý kiến các anh là em trích ra 200.000 trong cái quỹ đấy cho anh Sử đi hỏi thăm sức khỏe anh Sử nhá. Vâng. Và động viên ông đấy là cai rượu đi. Không là lên trời sớm đấy. Anh còn hôm nay còn giúp cái từ anh còn đi thăm nó đấy. Bởi vì hôm qua đi rồi. Đấy, không phải anh em mình nói điểm gở đâu cô bác ạ. Đúng rồi. Vì là anh Sử ấy là bây giờ là bị xơ gan rồi. Thì xơ gan giai đoạn nào mình không biết. Đúng rồi. Bụng đã to rồi. Đấy, nghe anh em kể là như thế đúng không? Đúng rồi. Thì mình sẽ trích ra là 200.000 để đi hỏi thăm sức khỏe của anh Sử nhá. Nhà đấy. Đấy là tất cả những cái món quà của các bác. Cụ thể là cô Liêu Bùi. Của cô Liêu Bùi gửi cho anh em nhá. Gạo thì trong nữa là đi qua không thổ lên luôn. Cố gắng trở về cho anh Sử nữa, cho con anh Sử được ăn. Đấy. Còn những cái đã chi thì em đã nói rồi nhé. Do là một số cô bác, anh chị gửi tiền ăn và có dặn dò tao giống mạch là tiền ăn trong suốt quá trình làm nhà bé say. Thì kể cả từ khi kè móng cho đến khi hoàn thiện nhà dành cho anh em thợ nói chung. Nên là những cái số còn lại là em sẽ cầm để chi cho suốt quá trình làm nhà. Đấy. Và một cái nữa
là số tiền này cụ thể, món quà này là của cô Liêu Bùi nhé, của cô Liêu Bùi ở bên nước ngoài cô gửi cho. Đấy là số tiền to. Thì em nghĩ là cho tiền các anh thì một số tỷ lầu là đi mua rượu uống hết thì không cho, không phải đâu. Tốt nhất mua gạo. Đúng rồi. Mua gạo thì vợ con được ăn. Còn à, đây là nhất những con cái mình nữa. Đây là những cái khích lệ tinh thần nhá. Thì bây giờ là như thế rồi. Thì đấy là cái phần gọi là tiền mừng của anh em, của các cô các bác dành cho anh em. Đấy thì bây giờ từ để em sẽ tiếp tục là chỗ cô Huỳnh Thị Lụa, rồi là cô Phật tử chùa Đọ, thì giữ cho một ít cho anh em thợ xây thôi. Còn bây giờ là chia tiếp cho anh em mỗi người 200.000 nữa, là tam giác mạch tự trích thôi. Bởi vì là cân đối làm sao để hai đội thợ đều được hưởng cái món quà tình cảm của các nhà hảo tâm như nhau, chứ không đội nào nhiều hơn đội nào cả. Thì bây giờ là trích cái số tiền của cô Lụa 1 triệu và thêm 200 nữa cho 6 anh em, là mỗi người là 200, thêm 200.000 nhé. Đấy là tam giác mạch tự quyết là như vậy mọi người ạ. Bởi vì là gửi tiền chung cho anh em thợ làm nhà nói chung, không phải là riêng đội thợ kè, nên là sẽ cân đối cho đội sau đến xây cũng đều được như nhau, không ai, bởi vì ai cũng vất vả. Nào chôn chứ như nhau là xa chung chung mến tàn là sao chỉ mới tan? Vâng. Sao chỉ mới tan? Sao xây hay gì? Đấy. Chỉ mới tan này. Riêng ông Sử đi bệnh viện thì được thêm 200 thì đừng ai thắc mắc nhé. Vâng, cái đấy không. Bởi vì là không ai là muốn đi bệnh viện cả. No, ai cũng muốn thì mình sống sót. Được rồi nhỉ? Được rồi nhỉ? Đấy, cho chỗ này là chỗ ông Sử nữa. Mấy phần mà này có Oppo này muốn sao bây giờ mua Oppo mà muốn trả bây giờ. Riêng ông Sử là được thêm bởi vì ông đi bệnh viện thì là đấy. Đấy. Thì cụ thể là chi bao nhiêu, còn dư bao nhiêu thì tam giác mạch sẽ chạy chữ ở trên video, chi tiết ở trong video để cho các nhà hảo tâm gửi tiền nắm được rõ. Còn tiền đã gửi cho tam giác mạch rồi thì yên tâm là chỉ có là sử dụng hợp lý thôi. Đấy, thế là xong nhá. Bây giờ là cũng không phải là đề nghị hay là nói gì đâu. Những cái chỗ hôm nay anh em mình thống nhất rồi là hộ bê đá vào đây hay đết này. Và chỗ xi măng sau này nếu như mà xong nhà ấy, mà các anh có thời gian rảnh thì em sẽ điện trước là xuống hộ, bởi vì xây xuống không có ai. Hôm qua thì anh em cũng đã hộ bốc xi măng là cũng rất là nhiệt tình và rất là cảm ơn rồi. Đấy, thì xây đã không có gì nhiều, xây chỉ mua nước được cảm ơn thôi. Thì nếu mà chắc chắn là sau này xong thì anh em phải xuống đây ăn cơm tân gia chứ đúng không? Đấy, nó tân gia thì mờ thì anh em lại xuống. Bây giờ chỉ còn đổ đất nữa là xong rồi mọi người. Thì chúc mừng. Tiền công đã rõ ràng nhé, không thiếu 1.000. Nói chung là hôm nọ anh em mình nói với nhau vui ấy, là làm không kịp tiến độ thì trừ tiền. Nói thật là các anh vất vả như thế thì em trừ các anh em chả được cái gì, đúng không? Đấy, nếu mà chú trừ thì em chỉ nói thế để các anh có cái tâm lý là làm cẩn thận đấy, không là ông trừ hết tiền là còn cái nịt. Thôi cất tiền đi nhá. Đấy thì số tiền còn lại tao ra mày sẽ cầm. Vâng. Tao là. Vâng. Bây giờ là hộ nhau bếch đá một tí xong là chở gạo về nhá. Vâng. Liên hoan thì thôi, chưa có nhà thì thôi mình chả liên hoan ở đây nữa. Hôm nào làm xong nhà thì trân trọng mời anh em là đến dùng cơm nhá. Mày nói thật là ăn của người ta 1.000 thì sau này có người ăn của mình 10.000. Đúng rồi. Mà đây lại là ông anh trai nữa thì làm sao? Tôi mua phụ kho kệ mà nhiều vô nhiều này. Đó đó. Mừng chết mà sạc. Chưa chưa
Cho vào đằng sau xi măng kia, bởi vì đá này đằng nào mình cũng mua mất tiền rồi, thì sau này xây thích xây dựng chuồng trại hay làm gì tận dụng lại. Bây giờ mình vứt ở đây mấy nữa, đất mình cũng lấp không thôi, vứt hết vào cái khoang đất không đi nhá. Cái khoang kia thì mấy nữa câu thì không cho vào chỗ kia, cho vào đằng sau xi măng cho thấp kia, để sau này uống lũ mua mà dùng. Mà bây giờ cho vào đây đất lấp hết à, thì vứt không. Chỗ này mấy nữa em mua đất pha đá đổ vào thôi. Thì cái khoang đất trống kia thì anh em mình tương lai tính cho xây với xuống là làm chuồng hay là làm gì đó thì tùy. Ôi, đằng kia đi, sang bên kia anh. Đằng sau xi măng, con đi. Con đi. Cái khoang này thì anh em mình chưa xây gì cả, kể cả sau này cũng chưa xây gì. Vấn đề là xây xuống thích làm gì thì khu này thì làm thôi. Còn vứt vào đây thì mấy nữa là đất lấp hết thì phí quá. Đá này mua rất là nhiều tiền nên là cho vào đây hết nha anh Bơ ơi. Xe rùa, xe rùa về chở nó dễ. Lo lại. Nếu có thao cho tổ này nó tao giống à. Cho chá phụ tôi chạy xe ra dòng sử lát cho mà tao dòng. Dạ. Anh Sở ra đây luôn đi, ăn dặn một tí. Lo lo. Hơi nặng đấy à? Không phải nào đâu, 50 cân thôi. 50 cân. Ở đâu, ít đuôi gì ta? Tàu họ. Cái đá này đắt tiền rồi đấy. Đá này đắt tiền mà. Nên là vứt đi phí lắm. Cho vào đất lên mấy nước, đất lấp lên cũng phí. Nên là anh để khoang bên kia nhá, sau này xây với xuống tích xây gì thì lấy dùng nhá. Khoang đấy thì gần như là làm nhà xong là mình chưa làm cái gì cả, chỉ có trồng rau ở cái khu xi măng này thôi. Đây là nhà bếp, nhà tắm của em này. Còn đây là phòng khách, phòng ngủ đây này. Nhà luôn luôn đảm bảo tất cả các cái công năng cho em mà em không phải tốn một cái gì cả. Đấy. Đấy, anh xe này chở phải nhàn hơn rồi. Cái vụ nhà nhỏ này là cho vào đây với cả cho vào khu này để mấy nữa xe nó chở vật liệu vào chỗ đất nó thể lùi vào luôn đấy. Thiết kế cho em để xe nó có thể lùi vào luôn. Đâu. Chuyện nào không muốn trồng dầu ấy. Chết dao. Bê vào đấy, bê mấy cái này cho giúp, bê cục nhỏ. Đau hỏng quá. Thôi chị tao á. Tao chúng ta muốn gần chào kìa bấy. Làm tí rượu là được. Đi ra nhà đấy, tí nữa đá đờ vào gọi đấy. Chưa.
tàu tàu chờ mình đấy đánh nhau đấy mama ก็จะถ้าจะตาไปอ่ะจะไปแล้วไปแล้วจะมาเอามึงใช่อ่ะปิดทุ่ง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 
thằng xa rồi. Xa. Mu cắn ta lo à? Nhớ gì đó? Là nhiều phết nha anh Phó nha. Mấy anh em là hộ nhau là xong hết rồi. Này mai mình để cho xe lùi vào ấy. Mình đổ đất cho dễ ấy. Cái này thằng máy ơi, xe này lùi ấy, cái này thằng máy đó. Vâng, xin chân thành cảm ơn các anh nhé. Xa xinh nha. Cả ư đấy. Gọi thằng lấy 100 nghìn vào đấy. Ây da, khẩu đẹp. Đi lấy gạo thôi nhỉ? Không. Hả đều? Chị Pu mà. Hả đều? Do chị mà, chị do là chị Pu lo. Chị Pu mà mới hả đều? Mua, thế mua cái. Thế hả? Cho một cây kiên. Đâu có gì, to cái. Nấu cho một cây kiên. Cái kia thì nó ăn thì nó chịu phát kiên. Lấy cho một cân kiên ở dưới anh chính cho anh. Đúng rồi, anh cứ đi, thì em lấy cho. Thế bây giờ lấy đi. Thì bây giờ xuống dưới kia ăn luôn, xong rồi chở gạo đi về luôn nha. Rồi chị đó. Rồi anh chở con chú và các gì đánh nhau đấy. Đánh mẹ, đánh thật đấy. Như chú ấy nói tôi là đứa không phải nó ở cân quê anh xuống với mình nó thật đâu. Cái kia một cái nó 5 nghìn đấy, không phải là ăn cái mình gì đâu. Ăn cái cân thôi. Không phải, tí xuống dưới kia ăn cái kia. Ôi mệt quá. Nóng thế. Đây còn mấy hôm nay là anh em hộ bị đá từ bên này sang bên này. Mấy chỗ này xong mai để xe lùi vào đây cho mình đổ đất cho dễ hơn. Mua cả một mỏ nọ đó. Nói mà chứ chứ, có thể thống thẳng để tôi khi đó là những cái thật đó đấy.
Xin chào nha, tạm biệt. Anh em bây giờ đi chở gạo ở dưới kia. Mùa mưa. Mùa mưa bạn. Rồi, ok anh. Này vừa cả ông điếu đi về luôn này. Là xong rồi là mang đi về à? Ngày mai là đi công trình khác nhỉ? Như cái là làm một bia đi về cái đúng rồi đấy. Làm mệt là làm một bia nữa. Cái này mang đi dọc đường lúc nào nghỉ mệt thì sẽ lại làm một bia đi tiếp. Ở nhà có nhiều rồi nha. Ở nhà có nhiều rồi nha. Thoải mái. Nhà đi đây. Đây nè, nó đang chuyển cái mặt. Thế nào? Cho tiền nó thả đi. Nó chơi này. Đi xe rồi các kiểu, cái chú rõ ràng rồi yên tâm. Cái này mà anh chỉ là xong xưa như thế thôi. Ok rồi anh ạ. Cái gì thì tí chú cái kia là cái của em. Anh cứ đi chứ. Ô, cái kia là ô, từ nhiều ấy. Không được cho anh được. Em xin là mới vào gạo nhá. Ok. Chở hết luôn phát luôn anh sợ. Ô tô chở luôn. Ô cái ô tô của anh Chính mới chở được. Không, ô tô to ấy. Không phải. Đánh như này chở luôn. Cái này cái xe bò thôi. Xe bò. Lấy xe cái được mà, cả tiền được mà. Giá tiền cá, giá tiền gà đấy. Tiền gà mai các bạn. Tí khác ạ. Yên tâm đi. Không, ok đấy. Anh chỉ việc mà anh cái đất nào hoàng tinh cái thế nào đã bảo là mua cây người ta ăn người ta túc mồ hôi thế này. Ừ, thì anh cứ lấy đi, lấy đi. Muốn chân thật rồi cá muốn là cứ do đi. Ba người thi thì chết. Bảo vác đá mệt quá lấy tí kem ăn. Kem à? Ừ, anh cứ lấy đi. Anh cứ xem đi có cái gì ngon thì ăn đi. Mua cái này. Mua đây là ô tô này. Bọc đá. Nay cho tài giúp họ. Em qua kem xong mới chở gạo rồi à? Không, nếu mà chú không được nước không? Nước gì? Nước trái cây cũng được. Trái cây á? Ừ. Lấy lọ to kia đi. Uống không, nếu mà không thì chú phải không nhá. Năm ấy thôi, mừng một lô thôi. Một lô nữa? Ờ, mừng một lô thôi. Để lên đi. Đấy, luôn, sẽ lên với tôi. Nó bắt đầu, sang lại chân nó thật đấy. Nó thật lọ, nó thật lọ. Nó, mỗi cái tay hầu mà thấy nó một tia. Mơ. Cho bạn đang cá lên tuổi rồi là hiếp luôn. Đúng của ta mà ta nghĩ tức là nó người tại tôi với thằng đứa này. Ồ rồi. Mệt quá làm ra nước xong đi về nhá. Vâng. Cậy nhá. Không sao cả. Chú có làm đau không? Không, em đau hồng quá không uống được rồi. Ờ, thôi thì đi về nhà đây. Thôi đây, không uống được đau hồng quá. Tí ngọn hiền kiểu tin á. Ôi, yên tâm đi, anh cứ uống đi.你就可以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 可
đá. Đi làm sườn đá. Ý nó có hoa đâu? Bao luôn. Cái này cái để rồi thì mình sẽ nhả đá tổng chọn đó thì cũng không làm mấy bao. Này bây giờ là đi làm về là được mỗi người một bao gạo thì cái này ăn được một tháng rồi anh sợ. Ăn cả một năm đấy. Ôi giời làm gì ăn được cả năm. Mà chỉ xin chú là. Đi về anh say. Hả? Bố cắt tới là. Chưa thì nó lại nước mà bản cái thân tay về. À. Mấy chú. Ít tù ít bò.
À, ba của anh sở này cứ gửi đây trước nhỉ? Ở đây cho nhà anh dính không được mà. À. Anh thì... Không là tí em lại thu đi về. Kể cả chú thu đi về tí em lại lấy xe luôn. Thôi chiều thôi. Có chở hết rồi không anh sở? Anh... À, của anh sử nữa nhỉ? Của anh sử là anh chở đi luôn chứ gì? Vâng. Thật, đi chưa ạ? Tôi nghĩ là tôi bắt nhà của anh sợ à? Dạ. Đúng không? Vợ anh à? Không phải à? Tưởng vợ anh ăn xử đi. Vợ đi sau bởi vì cái đấy ăn xử thì ký là các con thì nó là mất tiền nó phát thầm nó thầm mà. Chở không hết thì cứ để gửi nhà anh xính trước. Một tí quay lại một vòng nữa. Mọi người ít luôn. Thưa thầy, có thấy có cái gì? Anh chính là cho hẳn hai bao luôn. Ồ, em đau họng quá không nói được à? Không thì xem nào, để em tính một phát là hết luôn. Anh ơi, chở đây hai bao không? Anh chơi. Ủa, có tháo bớt hả? Có bớt tháo chứ cả. Ờ, ưu lưu mà thả. Mọi tôi tới, như tôi tới hết rồi. Ừ. Chú lưu lưu. Thế chú tháo bớt, như chú tháo bớt, có tháo bớt gì? Hơi yếu đấy nhỉ. Xe này hơi yếu một tí, không được. Xe kia nó khỏe hơn. Xe uy như là một bao thôi. Đúng không ạ? Cái giống như thế nào? Giờ chú tháo nữa, chứ không không hả? Ba lần này chắc là 5 người thì ăn một tháng rồi. Được. 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 Là hết đấy nhỉ? Vâng. Có khi không hết đâu. Nhưng mà ăn nhiều thì hết. Ồ, trên trong dưới không lên lên đổ xe á. Đổ dưới xe nhỉ? Đó, tôi này, không được rồi. Thế bây giờ tao hỏi cho phép tao chết à? Là chủ. Một phát hết luôn. Nếu mà còn bao nhiêu nữa? Hết rồi, hết rồi. Chưa ăn tạo, chưa ăn tạo. Cháu 16 bao thôi, còn bao nào nữa đâu. Anh bùa vào trước đi. Bùa vào trước xong là... Đã, chưa đi ra cỏ rồi. Chưa đi mà đã cỏi rồi. Tạm mũi anh cho bên để dần rồi. Được, không sao. Các bạn gì chưa tiền chưa ốc của đó chim anh gì là hiện gì ở tổng ít tiền đó tăng hàng tăng. Chưa thì mà bớt nữa là quyết. Không sao cả, anh cứ yên tâm đi. Đi làm về mỗi người một bao gạo là vợ con là vui rồi đấy nhờ anh nhờ. Được cả tiền về nữa. Hai ba tuổi nên được vui. Ôi giời, con chở con hơi nặng quá không? Cho nó cân một tí mới đi được. Hả? Sao vậy? Con nữa. Dạ. Bạn xin anh. Dạ lòng. Rất là dài luôn, mình cũng
xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.